Chiếc xe này nhìn thật là đẹp anh chị ạ. Nhìn thì cứ nghĩ là một cái chiếc xe rất nhiều tiền. Nó được xuất hàng xuất Mỹ cơ mà anh chị. Hàng xuất Mỹ thì nó phải là những chiếc xe nó phải theo những cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của thị trường Mỹ, một cái thị trường hàng đầu thế giới. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi nhưng mà anh chị nhìn thấy được rằng nó to như một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Vậy thì chứng tỏ là cái không gian nội thất phía bên trong nó sẽ rất là rộng rãi, đúng không ạ? Một chiếc xe mà đến từ thương hiệu Toyota thì chắc chắn nó sẽ lại mang những cái tính đó là lành và bền bỉ và tiết kiệm, cũng như là đồ đạc dễ thay thế. Quá nhiều những cái điểm mạnh để cho cái chiếc xe này. Cái chiếc xe này nó chỉ đắt tiền khi mà anh chị mua tại thời điểm nó được xuất về Việt Nam thôi. Với cái mức giá của nó là gần 3 tỷ. Nhưng đến bây giờ thì rẻ ối giời ôi luôn. Vâng, rẻ ối giời ôi luôn. Chiếc xe này thì hơn 400 củ khoai thôi là các bác đã lăn bánh rồi. Ôi giời, rẻ đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này để bỏ ra hơn 400 củ khoai để có thể sở hữu nó thì có xứng đáng không ạ? Các bác nhìn cái form dáng có đẹp không ạ? Đã là thương hiệu Toyota thì lành rồi, bền rồi và tiết kiệm rồi, đúng không ạ? Nhưng đây lại là một cái thương hiệu hạng sang của Toyota. Nó là Toyota Venza với khối động cơ 2.7, hộp số tự động 6 cấp. Xe tăng trang bị cũng như rất nhiều những đồ chơi. Anh chị nhìn cái la răng thôi, nó lên đến 20 inch thì anh chị biết được rằng là cái chiếc xe này có độ đằm chắc cực kỳ cao. Em lái chiếc xe này cảm thấy vô cùng sướng luôn. Bởi vì nội thất của nó rộng rãi, một chiếc xe 5 chỗ mà nó rộng như một chiếc xe 7 chỗ. Anh chị nhìn có sướng không? Form dáng xe có đẹp không ạ? Dù là một chiếc xe đời cũng khá là sâu rồi nhưng mà nó lại còn dáng vẻ đẹp đến mức độ như thế này. Một dàn lốp mới chủ nhân đã trang bị cho chiếc xe này rồi. Đây ạ, la răng 20 inch, bản lốp dày, nó mang lại cái cảm giác lái vô cùng tuyệt vời. 4 bánh ABS chống bó cứng, cực kỳ là an toàn. Và những chiếc xe hạng sang mở cửa ra nó khác hẳn, đúng không ạ? Nó khác hẳn luôn. Những chiếc Toyota Venza này nó khác biệt với những chiếc xe thương hiệu hạng sang khác khó tính như là Mercedes, Audi, BMW. Nó là Toyota các bác nhé. Vâng, cứ họ nhà Toyota là lành, là bền, đúng không ạ? Ghế da nguyên bản còn theo xe từ đầu này, các bác nhìn này, còn đẹp không ạ? Đấy. Và cực kỳ rộng rãi, một chiếc xe 5 chỗ mà có độ dài lên đến 4m8 thì anh chị sẽ thấy được rằng nó rộng rãi đến mức độ như thế nào. Và cũng như là một ngôi nhà, chiếc xe càng rộng thì mang lại sự thoải mái cho người ngồi lái cũng như người ngồi phụ, đúng không ạ? Và cái chiếc xe này thì cam kết đó là nguyên zin và nguyên bản từ những cái móc khóa cũng như tem của nhà sản xuất theo xe từ đầu. Sơn zin lòng trong vẫn còn nguyên, những cái gioăng, cái chất liệu nó cũng khác biệt hoàn toàn, và từ những cái dây đai nó vẫn còn nguyên bản anh chị nhá. Nội thất của xe nó phải nói là rất là chắc chắn. Cửa gió được trang bị ở phía đằng sau, không gian để chân cho người ngồi sau rộng rãi, hệ thống loa được trang bị khắp xe. Những cái chất liệu làm lên cái táp ly cửa, anh chị nhìn đấy ạ, theo năm tháng nó vẫn còn đẹp đến mức độ như thế này. Đến như thế này cơ mà, đúng không ạ? Và xe này thì là của một cái bác giám đốc doanh nghiệp đi từ đầu và chính chủ tỉnh Bắc Giang. Đây các bác nhìn này, táp ly cửa nó đẹp đến mức độ như thế này cơ mà. Tìm đâu ra được chiếc xe đẹp như thế này, chất như thế này. Toyota Venza nhập Mỹ nha anh chị nhá. Vâng, nói đến hàng Mỹ thì các bác biết rồi, Mỹ xịn chứ không phải Mỹ tho đâu các bác nhé. Đấy, Mỹ xịn đấy ạ. Đây các bác nhìn này, xe trang bị ghế điện điều chỉnh đa hướng ở hàng ghế lái đây này. Ghế da nguyên bản còn theo xe này. Tem mác của xe vẫn còn nguyên zin và nguyên bản này. Từng cái tem cái mác của xe nó còn nguyên như thế này. Thì các bác đảm bảo một điều đấy là xe zin đúng không ạ? Xe nguyên. Tiêu chí tuyển chọn những chiếc xe này của bên em rất là khắt khe. Những chiếc xe phải không có tai nạn đâm độ, máy móc còn nguyên zin và nguyên bản anh chị ạ, là bên em mới nhập về để bán. Còn những chiếc xe mà kém chất lượng thì bên em sẽ từ chối, không nhập và không bán anh chị ạ. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Táp ly này, những chất liệu nhựa da cao cấp theo năm tháng nó vẫn còn bền bỉ đến mức độ như thế này. Đã
cho chế độ cân bằng điện tử rồi, chống chân trượt rồi, các nút bấm điều khiển hoạt động bình thường. Vô lăng 3 chấu đơn. Và vô lăng cái chất liệu của nó cao cấp cho nên theo năm tháng nó vẫn còn nguyên zin và nguyên bản. Những cái nút bấm, đây Cruise Control đi ga tự động có các bác nhé. Đấy, đây Cruise Control đi ga tự động là cái nút này này. Đấy. Những cái vô lăng theo xe vẫn còn nguyên này. Đấy, ngay cả cái mặt chrome này nó sẽ không mất này. Xe lăn bánh đúng 13 vạn km nhé. Đúng 13 vạn km không sai. Đấy. Nhạc hàng nhập Mỹ cực kỳ chất. Củ số được thiết kế ở phía bên trên này, khá là tiện dụng. Và chiếc xe này là hộp số tự động 6 cấp. Này, những cái logo nó còn sáng như thế này. Và những cái thanh thiết bị nó còn sáng như thế này. Và nó chia ra rất nhiều những ô để đồ các bác nhé. Đấy, bệ tỉ tay này. Đấy, được trượt theo như thế này. Để đồ ở phía bên trong và trượt lên trượt xuống nhé. Đấy, sử dụng rất là ok. Đấy, mở ra rất là ok nhé. Để đồ thoải mái. Và có thể là gập ngửa ra phía đằng sau. Ghế ra là nguyên bản theo xe. Và theo năm tháng nó còn đẹp đến mức độ như thế này. Rồi từ những cái táp ly, táp lồ của xe, cái chất liệu nó còn bền bỉ đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn ngắm nhìn cái xe có ok không ạ? Đây, màn hình đã được bác chủ trang bị lên màn hình OLED Pro, giải trí đa phương tiện. Những ô cửa gió vẫn còn nguyên bản, nguyên zin. Nhất là cái hộp số tự động 6 cấp, nó chuyển động khá là mượt mà về êm ái các bác nhé. Khá là mượt mà về êm ái. Và khi lái cái chiếc xe này nó có cảm giác khác biệt hoàn toàn với những cái chiếc xe mà nó sản xuất ở thị trường Việt Nam. Nhìn chung là với xe sang thì các bác cứ dùng dòng ông Toyota là nó lành nhất. Dù nó có sâu đời đi chăng nữa thì cứ dùng Toyota nó lành nhất. Vẫn là chân nỉ thì nguyên bản theo xe nhé. Bởi vì cái ông Toyota là một cái ông mà nó cho được cái thứ nhất đó là cái độ lành tính, bền bỉ và nhiên liệu tiết kiệm. Đây các bác này, những cái tem cái mác còn nguyên ở những cái cánh cửa nhé. Em sẽ quay rất là chi tiết từng tí một để cho các bác biết được rằng là cái chất lượng của cái chiếc xe em đang bán nó là tuyệt đối đúng không ạ? Không phải lăn tan gì. Các bác ở xa vẫn mua xe của em. All auto có nghĩa là tất cả bốn cánh đều auto hết các bác nhé. Và từ cái táp ly cửa chất liệu nhựa này nó còn nguyên bản và đẹp như thế này, đúng không ạ? Vậy thì chiếc Toyota Venza này của em là được nhập Mỹ 2009. Đấy. Là phiên bản đã lên ghế điện rồi. Đây, cánh cửa chắc nịch luôn. Cánh cửa chắc nịch luôn. Tất cả các chi tiết còn nguyên zin và nguyên bản. Form dáng xe đẹp, dài, rộng. Một chiếc xe 5 chỗ mà chiều dài lên đến 4m8. Chiều cao cũng khá là tuyệt vời. Nó to như một chiếc xe 7 chỗ vậy. Cho nên là có cái không gian nội thất vô cùng tuyệt vời. Form dáng xe thì đẹp, dài, rộng. Bác nào mà yêu cái đẹp và thực sự là thích những cái chiếc xe nó khác biệt, mà trước kia nó lăn bánh với cái giá là 2,7 tỷ, mà bây giờ thì nó chỉ còn có hơn 400 triệu. Và cụ thể hôm nay thì em Công quyết định giảm giá chiếc xe này xuống rất là sâu cho các bác này. Nếu như các bác nào chốt được thì là em sẽ bán luôn này. Chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá đó là 495 triệu đồng. Nhưng hôm nay giảm giá trực tiếp luôn cho các bác, rất sâu luôn nhé, 40 triệu đồng, chỉ còn 455 triệu. Và bác nào nhanh tay thì chốt cho em với ạ. Và nhanh tay thì chốt cho em với. Em bán cắt lỗ thu hồi vốn đấy ạ. Chiếc xe này lỗ sâu đấy ạ. Vâng, chiếc xe này lỗ sâu. Vậy cho nên là em sẽ quyết định bán cắt lỗ thu hồi vốn. Vậy thì các bác hãy theo dõi kỹ cho em về cái chi tiết, về chất lượng của cái chiếc xe này. Thì với cái tiêu chí cắt lỗ thu hồi vốn, nhưng cái chiếc xe của bên em vẫn khẳng định cam kết bao test hãng cho anh chị về máy móc. Không nguyên bản em tặng xe cho các bác nhé. Máy zin tuyệt đối, lát nữa em sẽ quay kỹ phần máy. Và các bác có thể nhìn thấy được là cái form đầu của xe Nissan Terna này nó vô cùng đẹp luôn đúng không ạ? Cái con em xin lỗi, đây là con Venza. Vâng, Venza em nhầm. Nó vô cùng đẹp luôn, với những cái thanh mạ được sơn bạc nằm đan chéo kết cấu với nhau như là một miệng một con mãnh hổ đúng không ạ? Vâng, kết nối với hai cái phần đèn đã được trang bị Biseno siêu sáng. Và phải nói rằng thiết kế form đầu của chiếc xe này nó nhìn nó khỏe khoắn và mạnh mẽ, nó khác hoàn toàn với độ yếu ớt của dòng Toyota Vios hoặc là những cái dòng xe cỡ thấp đúng không ạ? Đây, mặt đèn này hàng nhập Mỹ, chất liệu của nó khác hoàn toàn luôn đúng không ạ? 2009 mà nó sáng trong veo như thế này, và mặt ca lăng nó còn liền lặn, nó đẹp như thế này, cả cái phần tổ ong ở phía bên dưới nữa nó còn đẹp như thế này, hai phần viền đèn đẹp luôn. Vâng, xuất sắc đấy các bạn. Vâng, 455 triệu, đó là giá cắt lỗ so với giá thời điểm ban đầu. Đấy, bây giờ em sẽ mở cái phần máy này ra để các bác cùng quan sát nha.
Đây các bác nhìn này, chiếc xe zin nguyên bản các bác nhìn này. Đấy, cái sơn lòng trong nó còn cả màu vàng đỏ với lại cái màu đen nó kết hợp đan xen với nhau. Đấy là không có sơn nội nhá, Toyota dập nổi này, theo nhà máy này. Tem chìm, tem nổi đầy đủ hết nhá. Đây là từng cái tem, cái mác của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin và nguyên bản. Từng cái lỗ tròn này nó còn nguyên này. Vâng, bên em tuyển chọn những chiếc xe này rất là kỹ càng nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đây, từ những cái phía bên trong này, nó rất là đẹp luôn các bạn. Bác nào mà yêu cái dòng xe này rồi thì đã từng lái thì các bác biết được rằng lái những dòng xe này nó rất là sướng. Nó có cái cảm giác khác biệt hoàn toàn. Không gian nội thất rộng rãi. Hộp số tự động 6 cấp, mượt. Cỗ máy 2.7 với cái mã lực lên đến 231 mã lực thì cũng rất là tuyệt vời. Và máy zin tuyệt đối này các bác này. Máy em đang cho nổ này. Đấy, máy đang nổ nhé. Máy nổ êm không ạ? Đấy, tất cả những con ốc các thứ là đây, máy zin tuyệt đối. Các bác nhìn cái keo màu trắng sữa kìa, nó còn nguyên ở trên mặt như thế kia thì có nghĩa là máy zin tuyệt đối rồi nhé. Nên là các bác đến đây thợ thuyền kiểm tra thoải mái, bao test hãng luôn. Sai bên em chịu toàn bộ trách nhiệm. Đây các bác nhìn này, đấy những cái keo màu sữa mà ở trước mặt các bác đấy. Đây này, nó là keo zin nhà máy đấy ạ, không thể làm giả được đâu. Cổ vô cổ xả sáng luôn, tất cả các chi tiết máy rất là đều nhau, máy nổ êm và từng chi tiết là không có tai nạn đâm đụng gì cả. Bên em tuyển chiếc xe này khá là tuyệt vời, máy nổ êm lắm. Vâng, chiếc xe này lái cực kỳ sướng, nhấn số nhấn ga êm tin tít luôn, mượt mà. Phải nói rằng đây là chiếc xe xuất sắc đấy ạ, số zin đấy anh chị nhé, máy zin số zin. Vâng, quá tuyệt vời, quá zin, quá xịn, quá mịn. Đấy, các bác nhìn này, form dáng xe này, cứ tưởng đâu đây là một chiếc xe đắt tiền nhưng ai ngờ nó chỉ có 455 triệu đồng. Đi đến đâu cũng được mọi người ngước nhìn, không sợ hỏng hóc, không sợ phải tốn tiền sửa chữa bảo dưỡng đúng không ạ? Vì Toyota nó là một chiếc xe quá là lành rồi, quá là lành rồi. Xe sang nhưng đến từ thương hiệu Toyota, nó vẫn luôn là được khẳng định là lành. Và đây, tất cả các chi tiết xe đều tăm tắp luôn. Một màu đen bóng, đấy các bác nhìn nước sơn nó đẹp như thế này cơ mà. Vâng, một màu đen bóng luôn. Và thực sự đây là chiếc xe hàng tuyển đấy ạ, hàng tuyển luôn. Đây các bác nhìn này, không gian nội thất ngay cả từ người ngồi lái đến người ngồi phụ đều cho sự thoải mái vô cùng luôn. Táp đi táp lô, cửa tất cả các nơi nào đều đẹp đúng không? Đấy, đều đẹp và đẹp đều zin, đều rất là chuẩn luôn. Từ những cái tem cái mác của xe là không có một tì vết gì cả. Đây ạ, không có tì vết gì cả. Chiếc xe này hàng tuyển đấy ạ. Bác nào mà yêu thương thì hãy tặng cho em Công một nút like. Không gian nội thất phía đằng sau tuyệt vời không ạ? Đấy, em Công chào hỏi anh chị một chút nhé. Vâng, em Công, Ba Tư Phan xin kính chào tất cả quý anh chị. Thực sự thì để đưa đăng bán cho anh chị những cái chiếc xe mà cắt lỗ như thế này thì cũng không có gì vui đâu ạ. Bởi vì thời điểm trước thì chiếc xe này em nhập rất là cao, cũng vì yêu cái đẹp, yêu cái tốt, mua cao và mong muốn bán được lãi, nhưng đến thời điểm này thì không còn lãi được nữa rồi. Thì quyết định đưa những chiếc này, xe này ra để cắt lỗ. Và cắt lỗ nhưng vẫn cam kết cho anh chị nhé, em bán hàng rất là chân thực. Chiếc xe này là cắt lỗ thực sự. Anh chị nào yêu thương thì có thể là thấy cái giá 455 triệu mà phù hợp thì anh chị điện thoại cho em. Còn nếu anh chị cảm thấy chưa phù hợp thì anh chị điện cho em đi, em sẽ cân đối làm sao mà lỗ đến cái mức độ cho phép em sẽ bán cho anh chị. Anh chị nhé. Vâng, chiếc xe này thì khẳng định là máy zin, vỏ zin cho anh chị yên tâm và cảm giác lái rất là tuyệt vời. Anh chị nhé, ủng hộ em đi và tiếp tục cho em Công sẽ review thêm một vài chi tiết nữa để cho anh chị có thể là cảm nhận được cái độ đẹp của chiếc xe này. Đã. Anh chị nhìn táp ni cửa phía đằng sau này, những cái tem cái mác nó còn nguyên zin nguyên bản nhé. Nói chung là không có đâm đụng tai nạn gì cho nên các bác hoàn toàn yên tâm. Lốp thì cũng mới rồi, không cần phải thay nữa nhé. Lốp này còn đến 80% cơ. Đấy, còn 80% cơ. Đèn đóm là nguyên zin nguyên bản theo xe này. Đấy, các bác nhìn ạ. Toyota Venza, một cái thương hiệu đỉnh cao đến từ Toyota. Và nó là hàng xuất Mỹ cho nên là chất lượng của xe rất là tuyệt vời. Đây, ta sẽ mở cốp nhé. Như em đã nói thì đây là một chiếc xe 5 chỗ nhưng mà nó to như một chiếc xe 7 chỗ. Chính vì thế cho nên nó có cái không gian để cốp khá là rộng rãi luôn. Khá là rộng rãi luôn. Đây các bác nhìn này, tem mác ở phía cốp đằng sau này. Hàng zin thì nó mới còn những cái tem như thế này. Và những cái khóa này nó vẫn còn nguyên này, đúng không ạ? Và ngay cả từ những cái tem cái mác của xe là chỗ nào cũng còn nguyên. Đấy, những cái phần vè xe ở phía đằng sau này, nếu như xe tai nạn đâm đụng thì không bao giờ còn những cái đinh như thế này, đúng không ạ? Xe của em zin này, đèn này, đèn cũng zin này.
Đấy, em sẽ quay từng chi tiết một để cho các bác có thể thẩm luôn. Ngay cả đây cũng thế này. Đấy, margin tuyệt đối nha, từng con ốc luôn. Các bác đến với những sản phẩm của bên em và nhất là em Công đã review cắt lỗ là rất là chân tình rồi. Bác nào yêu thương thì tặng cho em Công một nút like. Còn nếu mà bác nào chưa thực sự là cảm thấy đúng cái nhu cầu này thì cũng like tặng, like dạo cho em một cái đi. Vâng, tặng cho em đi. Rồi biết đâu có một con xe nào nó phù hợp thì sẽ phù hợp với nhu cầu của anh chị. Anh chị này nhìn những cái nhựa này nó còn đẹp như thế này đấy ạ. Đúng không ạ? Nhìn nó rất là sạch sẽ, cái màu nhựa này nó rất là bắt mắt. Cái màu nhựa ghi sáng, rất bắt mắt. Được trang bị cho hàng ghế đằng sau, có thể để đồ thoải mái này các bác nhé. Có thể gập ghế xuống này. Đây cái gập ghế này, có thể gập xuống dưới, tùy ý. Còn lại thì lật cái tấm nhựa này lên thì các bác sẽ có lốp sơ cua. Lốp sơ cua của nó là lốp đặc không không xăm, vậy cho nên là ta có thể hạ xuống để sửa chữa. Đây các bác nhìn này. Xe tai nạn không tai nạn đâm đụng thì nó sẽ có những cái zin như thế này. Đúng không ạ? Có những cái keo zin như thế này. Chúng ta không phải bàn về cái chất lượng về tai nạn đâm đụng về chiếc xe này đâu anh chị nhé. Bởi vì bên em tuyển xe rất là kỹ rồi. Đấy, tuyển xe rất là kỹ rồi cho nên hoàn toàn yên tâm. Đấy, chất lượng xe thì ở mức độ là tuyệt đối cho anh chị. Chủ yếu là bây giờ anh chị đã thấy rằng cái giá cắt lỗ này nó đã phù hợp chưa thôi. Rất chân tình với nhau như thế. Bởi vì trước kia thì em bán cái chiếc xe này đầu tiên về là 550 cơ. Sau đó giảm dần, tụt dần rồi tụt xuống đáy luôn. Và cắt lỗ đến thời điểm này là 455 triệu. Vô cùng là xót xa nhưng vẫn cứ phải cắt lỗ để thu hồi vốn các bác nhé. Và vậy thì với những bác nào mà đang có nhu cầu đúng chiếc xe này, về một cái dòng xe sang đến từ thương hiệu Toyota, hàng xuất Mỹ đẳng cấp cao, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của em Công, đó là 0964 834 834. Xe thì được bày bán tại công ty Ba Tư Phan, số 32 đường An Định, thành phố Hải Dương. Em Công xin chân thành cảm ơn sự theo dõi, ủng hộ của tất cả quý khách hàng gần xa trong nhiều thời gian qua. Cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt. Chúc anh chị một ngày mới tốt lành, thành công trong cuộc sống và trong công việc.